and I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Không phải là nhất thiết là ai cũng phải giống như mình, thì đấy là một cái thứ mà anh em mà hợp tác. Ngoài ra thì còn cũng một lý do nữa là anh em với nhau là đi cùng với nhau từ trước đó nữa, cho nên cũng khá là hiểu tính nhau. Khi mà cán bộ của anh chị em công nhân viên chúng ta làm một vụ 5 năm IAP, đấy là một cái sự ghi nhận, đấy là một cái lời cảm ơn. Một lời cảm ơn nó không phải vấn đề thì chỉ là câu chuyện về mặt vật chất, mà bao gồm cả những yếu tố về mặt tinh thần. Đấy nó là sự ghi nhận của ban lãnh đạo cũng như toàn thể công ty, cán bộ công nhân viên công ty của IAP. Và xin mọi người cảm ơn. Hôm nay tôi rất vui khi được sự quan tâm của lãnh đạo công ty, khi được ghi nhận sự đồng hành của tôi với lãnh đạo của IAP. Tổ chức của sự kiện năm nay quả là một điều tuyệt vời, và cũng xin phép là một sự chân tri ân chân thành nhất tới ban tổ chức, những cái bạn từ nhỏ đến lớn thực sự là ủng hộ các bạn. Tại vì là một sự chân ủng hộ rất là chân thành với các bạn, một cái sự tuyệt vời từ ý tưởng, từ sự tỉ mẩn, từ sự chu đáo và từ những sự sáng tạo vô biên giới. Xin cảm ơn.